Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, ngày 2 tháng 1, một chiếc máy bay thương mại tại Nhật Bản đã bất ngờ phát nổ, gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng tại một sân bay ở Tokyo. Chỉ một ngày sau khi trận động đất mạnh 7,5 độ Richter tàn phá nhiều khu vực tại phía tây nước này. Mặc dù ngay khi hạ cánh, sự cố đã khiến lửa bao trùm chiếc A350, nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là 379 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay JAL-516 đã rời khỏi máy bay một cách thần kỳ. 379 hành khách thoát khỏi máy bay Nhật Bản đang cháy một cách thần kỳ. Theo đó, sự cố xảy ra tại sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản chiều tối ngày 2 tháng 1. Những hình ảnh truyền tải trên mạng xã hội cho thấy lửa bốc ra từ cửa sổ và bên dưới chiếc máy bay. Máy bay gặp nạn của Japan Airlines nêu trên là chuyến bay số hiệu 516, đã cất cánh từ sân bay New Chitose của Sapporo vào lúc 16 giờ và dự kiến tới Haneda lúc 17 giờ 40 phút theo giờ địa phương. Chặng bay giữa hai thành phố Sapporo và Tokyo được xem là tuyến hàng không bận rộn nhất của Nhật Bản. Chỉ riêng hãng hàng không Japan Airlines khai thác đến 16 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày trên tuyến này. Trước thời điểm xảy ra sự cố vào tối ngày 2 tháng 1, chuyến bay JAL-516 khởi hành từ Sapporo đến sân bay Haneda, Tokyo đã được kiểm soát không lưu cho phép hạ cánh bình thường. Tuy nhiên, ngay sau khi hạ cánh xuống đường băng vào khoảng 17 giờ 46 phút, tai nạn đã xảy ra. JAL-516 va chạm với máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Vụ tai nạn diễn ra quá nhanh khiến phi hành đoàn lẫn kiểm soát mặt đất ở Haneda bất ngờ. Hơn 70 xe cứu hỏa đã được điều động để dập tắt đám cháy. Điều kỳ lạ là dù chiếc máy bay bị ngọn lửa bao trùm, nhưng quá trình sơ tán 379 hành khách và phi hành đoàn trên JAL-516 diễn ra một cách suôn sẻ đến thần kỳ. Chiếc máy bay A350 bốc cháy thành một quả cầu lửa ngay sau khi việc sơ tán kết thúc. Dù vậy, 5 phi hành đoàn trên máy bay cỡ nhỏ của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản lại không may mắn như vậy khi tất cả đều thiệt mạng sau vụ va chạm. Sau cuộc họp báo vào đêm ngày 2 tháng 1, ban điều hành của Japan Airlines cho hay cơ trưởng lái Airbus A350 đã được phép hạ cánh, nhưng có khả năng không thể nhìn thấy chiếc máy bay tuần tra hàng hải Dash 8 do hãng Bombardier chế tạo bên dưới. Các nhà chức trách cho biết họ đang điều tra các nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn bất thường này. Vì vấn đề va chạm giữa các máy bay trong quá trình cất hạ cánh là sự cố dễ xảy ra nhất, nên mọi hoạt động của máy bay trên đường băng đều được giám sát chặt chẽ. Theo các nhân chứng trên chuyến bay JAL-516, khi ngọn lửa bắt đầu bao trùm máy bay, khói bắt đầu tràn vào khoang hành khách, mọi người bắt đầu di chuyển về các lối thoát hiểm theo hướng dẫn của tiếp viên. Một số hành khách cố gắng đưa trẻ em đến nơi thoát hiểm trong tiếng la hét. Anh Tsubasa Sawada, 28 tuổi, người Tokyo, đang trở về nhà sau kỳ nghỉ ở Sapporo cùng bạn gái, cho biết: "Tôi thực sự nghĩ mình sắp chết. Sau khi tai nạn xảy ra, lúc đầu tôi đã cười khi nhìn thấy một số tia lửa phát ra từ động cơ, nhưng khi ngọn lửa bùng lên, tôi nhận ra đó là một sự cố nghiêm trọng." Theo Sawada cho biết, khoảng 10 phút sau khi họ rời máy bay đã xảy ra thêm một vụ nổ trên máy bay. Anh chia sẻ, tôi chỉ có thể nói đó là một phép lạ, chúng tôi có thể đã chết nếu sơ tán chậm. Tuy nhiên, trong tình trạng hỗn loạn như vậy, phi hành đoàn JAL-516 vẫn hoạt động một cách chuyên nghiệp khi hướng dẫn hành khách hợp tác để việc sơ tán diễn ra thuận lợi. Ông Satoshi Yamake, 59 tuổi, đang trở về Tokyo sau chuyến thăm họ hàng ở Sapporo cho biết. Ông ngồi gần cửa thoát hiểm đầu tiên, nhiều hành khách lo lắng khi máy bay vừa hạ cánh và khói tràn vào trong khoang. Phi hành đoàn sau khi trấn an mọi người đã nhanh chóng mở cầu trượt từ các cửa thoát hiểm để sơ tán và tất cả đều di chuyển một cách trật tự. Theo hãng hàng không Japan Airlines, việc sơ tán bắt đầu gần như ngay lập tức sau khi máy bay dừng lại và tất cả hành khách đã được đưa đến nơi an toàn trong vòng chưa đầy 20 phút. Nhưng hình ảnh từ hiện trường cho thấy, hành khách được sơ tán một cách bình tĩnh và không mang theo hành lý xách tay. Các cơ quan an toàn hàng không đã cảnh báo trong nhiều năm rằng việc cố gắng mang theo hành lý xách tay tăng nguy cơ thiệt hại về người trong quá trình sơ tán. Ngay khi JAL-516 hạ cánh cùng với lửa bốc lên từ động cơ, hơn 115 xe cứu hỏa đã được triển khai đến hiện trường để ngăn ngọn lửa lan rộng từ phía đuôi máy bay. Theo giám đốc an toàn hàng không của công ty tư vấn hàng không Ascent có trụ sở tại Anh, cho biết phi hành đoàn chắc chắn đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc, gần như không có hành khách nào mang theo hành lý xách tay. Thật là kỳ diệu khi tất cả hành khách đều thoát ra ngoài an toàn. Một quan chức Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết trong một cuộc họp báo rằng thủ tục sơ tán của hãng hàng không đã được tiến hành đúng theo tiêu chuẩn. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp đánh giá thiệt hại và cung cấp thông tin cho công chúng. Người phát ngôn của sân bay cho biết Haneda đã đóng cửa tất cả các đường băng sau vụ việc.
Sự cố xảy ra vào một trong những thời điểm người dân Nhật Bản đi lại nhiều nhất trong năm, với hàng triệu người đi nghỉ dịp đầu năm mới. Haneda là sân bay bận rộn nhất Nhật Bản, phục vụ gần 90 triệu hành khách vào năm 2019, trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Ngay trong ngày 3 tháng 1, một nhóm chuyên gia đến từ nhà sản xuất máy bay Airbus và Cục Điều tra và Phân tích An toàn Hàng không Dân dụng của Pháp đã có mặt ở Nhật Bản để hỗ trợ Tokyo điều tra vụ tai nạn liên quan đến máy bay A350 bốc cháy do va chạm ở sân bay Haneda. Trước khi vụ va chạm giữa hai máy bay diễn ra, thì Nhật Bản vẫn đang đánh giá thiệt hại và khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt trong các đống đổ nát sau vụ động đất tại khu vực miền trung của nước này. Nhân chứng vụ động đất kinh hoàng ở Nhật Bản, cổng đền đổ sập, nhà cửa rung chuyển, vật dụng rơi vỡ. Thưa quý vị, liên quan đến động đất xảy ra tại Nhật Bản, kể từ khi trận đầu tiên bắt đầu từ giữa chiều ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 1, thì đã có khoảng 155 trận động đất đã xảy ra tại phía đông bắc Anamizu ở quận Ishikawa, vùng Chubu của Nhật Bản. Theo các nhân chứng cho biết, trận động đất ngày đầu năm tại Nhật có rung chấn rất mạnh, xảy ra liên tục, khiến nhà cửa rung lắc dữ dội. Cụ thể, theo Văn phòng Khí tượng Nhật Bản cho biết, kể từ ngày 1 tháng 1, Nhật Bản đã hứng chịu 155 trận động đất, trong đó có một trận động đất mạnh 7,6 độ và một trận khác mạnh hơn 6 độ. Trong số những trận động đất xảy ra, hầu hết đều có cường độ lớn hơn 3 độ. Ngoài ra, mặc dù cường độ đã giảm dần, nhưng nhiều trận động đất vẫn có thể khiến người dân cảm nhận thấy vào sáng ngày 2 tháng 1. Loạt rung chấn xảy ra vào ngày đầu năm mới, thời điểm hàng triệu người Nhật tới thăm đền chùa cầu may. Một người đi cầu may tại đền Keta ở Haikui, thành phố Kanazawa, điểm du lịch nổi tiếng tại Ishikawa, cho hay cảnh tượng rất đáng sợ khi ngôi đền liên tục rung chuyển. Trên mạng xã hội, loạt hình ảnh được chia sẻ cho thấy cổng đền đổ sập, xung quanh là người dân tụ tập với gương mặt lo lắng. Trận động đất cũng làm rung chuyển các công trình ở thủ đô Tokyo, cách Wajima khoảng 500 km. Một nhân chứng cho biết, ban đầu mọi người còn đùa nhau rằng trận động đất xảy ra vào đúng ngày đầu năm mới, nhưng sau đó là các đợt rung chấn rất mạnh và dữ dội, xảy ra liên tục và không giống động đất bình thường, nguy hiểm hơn nhiều. Cơ quan khí tượng Nhật Bản phát đi cảnh báo sóng thần ở các tỉnh ven biển, kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán đến vùng cao. Các đài truyền hình nước này lập tức chuyển sang chương trình đặc biệt. Khoảng 100.000 người ở 9 tỉnh ven biển được lệnh sơ tán. Các đợt sóng cao khoảng 1 mét sau đó ập vào nhiều vùng biển phía Tây Nhật Bản và phía Đông Hàn Quốc. Hàng nghìn người vẫn phải trú ẩn trong nhà thể chất của các trường học. Khi rung chấn xảy ra tại Ishikawa, nhiều người hoảng loạn trú ẩn trong ga tàu điện siêu thị. Một du khách Đài Loan kể lại khoảnh khắc động đất ở Nagano rằng, ngay khi điện thoại phát cảnh báo động đất, rung chấn xảy ra khiến tuyết văng khỏi mái nhà, phương tiện các công trình rung chuyển, có thể nghe rõ tiếng cửa sổ va đập, tất cả đều hoảng loạn. Trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra vào lúc 16:10 trong ngày đầu tiên của năm mới, mùng 1 tháng 1, khiến Đỗ Phương, 26 tuổi, sống tại thị trấn Nakanoto, tỉnh Ishikawa, vội tháo chạy ra ngoài, chỉ kịp mang theo giấy tờ cá nhân. Khu vực cô gái Việt sinh sống thuộc tâm chấn động đất ở Noto, tỉnh Ishikawa. Cô cho biết bát đũa, vật dụng trong nhà rơi vỡ, xáo trộn, rung lắc dữ dội khiến tôi cảm thấy chóng mặt kinh hoàng. Sau 5 tiếng, dư chấn vẫn chưa dứt hẳn, một vài ngôi nhà xung quanh hư hỏng nặng. Hơn 4 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên cô trải qua một trận động đất mạnh đến vậy. Những lần trước, động đất diễn ra trong đêm và rung lắc nhẹ khoảng 1 phút. Phương sơ tán đến nhà văn hóa cách đó không xa, bên trong có sẵn chăn gối, thức ăn nhẹ và nước uống. Không riêng cô, một vài người dân địa phương cũng đang tạm cư trú tại đây chờ tình hình tiếp theo. Giới chức đã dỡ toàn bộ cảnh báo sóng thần, nhưng vẫn có ít nhất 6 trận rung chấn mạnh được ghi nhận trong sáng ngày 2 tháng 1. Nhớ lại khoảnh khắc hoảng loạn khi hàng hóa rơi khỏi kệ lúc rung chấn tấn công, một nhân viên cửa hàng tiện lợi ở Ishikawa chia sẻ, người dân mua nước đóng chai, cơm nắm, bánh mì gấp 3 lần so với ngày thường. Lãnh đạo cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết thêm rằng nhiều trận động đất lớn có thể xảy ra trong tuần này, đặc biệt là 2-3 ngày tới. Liên quan đến vụ việc, theo giới chức xác nhận, ít nhất tính đến trưa ngày 2 tháng 1 đã có 30 người thiệt mạng, thương vong có thể tiếp tục tăng lên. Con số thương vong và mức độ thiệt hại cụ thể chưa được xác định rõ ràng do nhiều tuyến đường chủ chốt dẫn đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất đã bị hư hại. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo lực lượng tìm kiếm cứu hộ đang phải chật vật tìm cách tiếp cận những địa điểm này. Các bác sĩ không thể đến bệnh viện ở thành phố Suzu trên bán đảo Noto, địa điểm gần tâm chấn nhất. Cơ sở này cũng đang phải vận hành bằng máy phát điện dự phòng do nguồn điện bị cắt trong trận động đất. Các nhà mạng lớn của Nhật Bản đã phát sóng Wi-Fi miễn phí tại các tỉnh bị ảnh hưởng.
đám cháy bùng phát tại trung tâm thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa đã hoành hành hơn 14 tiếng và phá hủy hơn 100 công trình. Lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục nỗ lực dập lửa và đánh giá thương vong trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã điều động nhiều binh sĩ tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu hộ, đồng thời triển khai tiêm kích F-15 và trực thăng để đánh giá thiệt hại từ trên không. Ngoài ra, loạt trận động đất trên cũng gây ra thương tích về người và làm hư hại nhiều công trình kiến trúc tại các tỉnh Niigata, Toyama, Fukui và Gifu lân cận. Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản ngày 2 tháng 1 thông báo sẽ hủy bỏ sự kiện Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako xuất hiện trước công chúng vào dịp đầu năm mới. Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán với hơn 97.000 người ở 9 tỉnh dọc bờ biển phía đông đảo Honshu. Họ đang trú trong các nhà thi đấu, trường học và trung tâm thể thao, các địa điểm được chỉ định là trung tâm sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Khoảng 33.000 hộ gia đình tại tỉnh Ishikawa đang bị mất điện. Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ lo ngại về thời tiết lạnh giá, dự báo xuống khoảng 6 độ C vào ban đêm có thể là một mối nguy hiểm cho người dân, và cũng đã chỉ thị các nhân viên cứu hộ cung cấp nhu yếu phẩm như nước, thực phẩm, chăn, dầu sưởi bằng các phương tiện sẵn có gồm máy bay và tàu thuyền. Chưa dừng lại ở đó, sau khi trận động đất xảy ra, nhiều cơ quan hay tổ chức quốc tế và người dân Nhật Bản lo lắng về nguy cơ rò rỉ chất phóng xạ như đã từng xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011. Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản cho biết hiện tại không có bất thường nào được ghi nhận tại các nhà máy điện hạt nhân sau một loạt trận động đất mạnh ở Nhật Bản và cảnh báo về sóng thần có thể xảy ra. Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản thông tin các lò phản ứng tại các nhà máy hạt nhân Ohi và Takahama thuộc công ty điện lực Kansai ở tỉnh Fukui, phía bắc địa điểm xảy ra động đất chính ở tỉnh Ishikawa, dường như không bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Nhà máy điện hạt nhân Ohi có 2 tổ máy đang hoạt động và Takahama có 4 tổ máy. Chúng đều nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất vừa qua dọc bờ biển phía tây Nhật Bản. Trong khi đó, nhà máy hạt nhân Shika gồm 2 tổ máy của công ty điện lực Hokuriku cách Ohi khoảng 250 km về phía bắc, gần tâm chấn động đất mạnh 7,6 độ. Nó đã ngừng hoạt động kể từ thảm họa Fukushima vào năm 2011. Cơ quan này cũng không ghi nhận bất thường gì sau trận động đất. Hiện tại, các nhà máy điện hạt nhân ở khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần mới xảy ra tại Nhật Bản đều không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết họ đã liên lạc với Nhật Bản và Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản xác nhận không có bất thường nào ở các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực bị ảnh hưởng. Nhật Bản có 54 nhà máy điện hạt nhân, sản xuất 30% lượng điện tiêu thụ của đất nước. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, con số này là 7,2% vào năm 2021 do nhiều nhà máy buộc phải ngừng hoạt động sau thảm họa hạt nhân Fukushima. Trong số 33 lò phản ứng hạt nhân trong các nhà máy điện ở đất nước xứ sở Hoa Anh Đào, 12 lò hiện đã hoạt động trở lại sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hậu thảm họa Fukushima. Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản muốn việc sản xuất điện hạt nhân đóng vai trò lớn hơn trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon và đảm bảo nguồn năng lượng ổn định cho đất nước. Được biết, lần gần nhất trước đó, Nhật Bản từng chứng kiến động đất mạnh như vậy vào cuối năm 2018 tại Hokkaido. Nhật Bản là quốc gia thường xuyên phải đối mặt với động đất. Hàng năm có khoảng 1.000 đến 2.000 trận động đất xảy ra. Đây chỉ mới là số những trận động đất con người cảm nhận được. Nhưng thông tin mới nhất liên quan đến trận động đất ở Nhật Bản và vụ va chạm máy bay sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật liên tục trong các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!